Tôi chưa thấy nó ai thua ai bao giờ. Đấy, đấy hay chưa? Thành tốt chưa? Tôi chưa thấy nó thua ai. Ngô Xuân Nam Bắc Linh à? Chưa. Ngô Xuân Nam Bắc Linh gặp Nguyễn Hai Xuân. Hai Xuân Định ở sau Lam Thương. Ngô Xuân Nam Bắc Linh, Nguyễn Xuân Định Hà Nội, sau này xanh. Hà Nội vào chung kết nhiều lắm. Tấn Tất Dự sang đây chả có ai vào vật nhỉ, mà toàn nhận giải. Không, nếu không ai đấu mà tôi không nhận giải. Thế yeah. Cũng mất luôn à? Bây giờ mình phúc còn nó xong. Thảm xanh đã có một điểm. Ba điểm, xanh đá có 3 điểm. Đây Hà Nội dễ huy chương vàng nữa. Thank you.
Lắm. Thôi mất điểm rồi. Đỏ có 2 điểm. Cuốn cổ rồi, cuốn rồi. Hai điểm, xanh 2 điểm. Vào thứ hai chiều đây.